Trầm Minh Hoàng, anh tóc dài action C, từ đóng thế đến vai diễn viral trong Hùng Long Phong Bá. Nếu ai từng xem những bộ phim ngắn chiếu mạng về đề tài cảnh sát hình sự ở Việt Nam thì không thể không biết đến cái tên action C và anh tóc dài Trầm Minh Hoàng. Trầm Minh Hoàng được biết đến là một diễn viên đóng thế, có tiếng trong giới với bề dày 11 năm kinh nghiệm trong nghề. Anh là tên tuổi thành công cùng Tiến Hoàng sau dự án Phong Lăng Đại Hiệp. Minh Hoàng và Tiến Hoàng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh thú vị là cặp đôi Ngô Kinh, chân tử Đan của Việt Nam. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò chỉ đạo hành động của nhóm Cascader Quốc Thịnh. Không chỉ vậy, anh tóc dài Minh Hoàng cũng tham gia nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng như Âm Thầm Bên Em Sơn Tùng MTP, Song Gió Giác. Thời gian gần đây, Trầm Minh Hoàng càng được mọi người nhớ đến nhiều hơn với vai Bá trong bộ Hùng Long Phong Bá. Bá là một người con trai vùng quê chân chất theo chân nhóm bạn thân gồm Hùng Tùng Min, Long Steven Nguyễn, Phong Võ Đình Hiếu bước chân lên thành phố với đầy tham vọng, nhưng chớ trêu thay cả bốn người bạn đều vô tình vướng vào một cuộc chiến của thế giới ngầm. Từ đây, giữa công lý và sinh tồn không cho phép họ đưa ra lựa chọn. Bối cảnh của phim diễn ra vào thời kỳ hỗn loạn của các băng đảng tự phát. Để tranh giành địa bàn, chúng không ngại thanh trừng lẫn nhau bất chấp luật lệ cho tới khi hình thành bốn thế lực được gọi là Cường Hào Trấn Hưng, tạo ra cán cân trong thế giới ngầm lúc bấy giờ. Minh Hoàng gây ấn tượng với khán giả bởi sự bình dị, chân chất của người dân quê. Tuy là thể loại hành động nhưng với sự góp mặt của chàng Bá hài hước, làm phim trở nên nhẹ nhàng hơn và người xem cũng dễ đón nhận hơn. Ngoài sự góp mặt của Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, bộ phim Hùng Long Phong Bá còn quy tụ nhiều tên tuổi diễn viên thực lực như Công Ninh, Tiểu Bảo Quốc, Quách Ngọc Tuyên, Thanh Hoa, Phan Ngân, Vũ Ngọc Anh. Hùng Long Phong Bá cũng là bộ phim đầu tiên trong chuỗi phim hành động tâm lý xã hội do Action C, nhà sản xuất các video võ thuật triệu view trên YouTube, kết hợp cùng Galaxy Play thực hiện để đồng hành hậu thuẫn cho đạo diễn Tony Dương Bảo Anh trong tác phẩm Original Series phim dài tập gốc đầu tay này. Tất cả các cảnh hành động của bộ phim sẽ do đạo diễn Dương Minh Chiến nhóm trưởng Action C trực tiếp đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật. Bên cạnh những màn võ thuật đậm phong cách Action C từng thực hiện trong các phim trước, Hùng Long Phong Bá còn đề cao các giá trị tình cảm trong xã hội và khéo léo lồng ghép nhiều vấn đề thời sự nóng hổi, gửi gắm đến khán giả thông điệp trong thế giới ngầm thì bạn có khi là kẻ thù, còn kẻ thù có thể trở thành bạn. Khi kết thúc phần 1, thì ở phần 2 của bộ phim, sau khi cái chết của Hùng, Long, Phong, Bá đã rút khỏi thế giới ngầm để sống cuộc đời bình yên. Nhưng, thế lực mới nổi lên với những màn thanh trừng tàn độc, một lần nữa kéo họ vào con đường bóng tối. Hùng Long Phong Bá 2 đưa ra thông điệp rất rõ ràng, nếu con người sống trong môi trường bạo lực, không có giáo dục, sẽ tạo nên những cỗ máy không cảm xúc, thiếu tình yêu thương và đối xử mọi thứ bằng bạo lực. Action C thành lập và cho ra mắt kênh YouTube riêng vào ngày 7 tháng 2 năm 2011, nhưng đến ngày 8 tháng 1 năm 2015 mới trình làng video clip đầu tiên. Nhóm gồm 5 thành viên là Dương Minh Chiến trưởng nhóm, Hồ Minh Luân, Tiến Hoàng, Trầm Minh Hoàng và Đại Bảo Bảo. Tất cả đều là những người làm phim chuyên nghiệp. Nhóm tạo ấn tượng với người xem qua hàng loạt bộ phim hay, có thể kể đến như Cảnh sát cơ động Một Mình Bắt Hai Tên Cướp Có Hung Khí, Người Yêu Tôi Là Cảnh sát cơ động, Diệp Vấn Một Với 10 Phiên Bản Có Điều Kiện, Sát Phá Lang Bản Rẻ Tiền, Điệp Viên Siêu Ngáo. Chủ đề làm phim mà nhóm hướng tới là những câu chuyện xoay quanh cảnh sát hình sự. Đây được đánh giá là một đề tài hay nhưng khá khó nhằn bởi nó đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn cũng như nhiều phân cảnh hành động khó mà các nhà làm phim lớn mới dám thử sức. Tuy nhiên, Action C vẫn làm rất mượt mà thể loại này mà không khiến người xem cảm thấy cứng nhắc. Không chỉ vậy, nhóm còn truyền tải được những hình ảnh đẹp về các chiến sĩ công an trong công việc và cuộc sống đời thường tới công chúng. Khi mới đăng tải phim, nhóm chỉ mong được mọi người đón nhận và không quan tâm đến lượt view là gì. Tuy nhiên, sản phẩm làm ra lại đạt kết quả ngoài mong đợi, hầu như phim nào nhóm phát hành cũng thu về lượt tương tác khủng. Anh Dương Minh Chiến, trưởng nhóm Action C cho biết, cả nhóm đều không hề sử dụng TikTok nên khi sản phẩm trở nên viral trên nền tảng này họ hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi một người bạn của anh vô tình thấy và khoe thì Minh Chiến mới hay. Phim ngắn Cảnh sát cơ động Một Mình Bắt Hai Tên Cướp Có Hung Khí ngày Tết, tính đến năm 2020 đã đạt gần 3 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Các thể loại phim của nhóm cũng được giới làm phim đánh giá cao về chuyên môn và được nhiều streamer nổi tiếng như Virus, Chris David Game, Độ Missy Richard. Làng phim hành động, võ thuật Việt Nam trước đến nay khá tù túng vì quanh đi quẩn lại chỉ có vài gương mặt chỉ đạo hành động, thực hiện hành động nổi bật. Phần lớn nhân sự ngành đóng thế hoặc hành động chỉ tham gia làm phim vài năm rồi bỏ nghề. Vì nhiều lý do, có người không làm nổi ngành lắm chấn thương như hành động, có người lại vì vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng vài năm trở lại đây, có khá nhiều nhân tố mới xuất hiện, mở rộng thị trường hành động cho các nhà làm phim, từ đó là nhiều lựa chọn hơn cho khán giả mê những cú máy giao tranh đầy kịch tính.